Thành Long đón sinh nhật tại phim trường sau tin đồn qua lời ác ý. Thời gian không chiều một ai, trước mắt Thành Long đã đón sinh nhật tuổi 67. Mới đây, đúng vào ngày sinh nhật của mình, ngôi sao võ thuật Thành Long, nhiều bạn bè đồng nghiệp lẫn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã dành cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng đối với Thành Long, ngày này không có gì đặc biệt. Được biết, đã 60 năm kể từ khi nam ngôi sao chính thức gia nhập giới phim ảnh Trung Quốc, nhân dịp này, Thành Long đón tuổi mới đơn giản bên cạnh đồng nghiệp trên phim trường. Trên mạng xã hội, nam diễn viên đăng tải hình ảnh đón sinh nhật trên phim trường cùng đồng nghiệp. Ông chia sẻ về tình trạng sức khỏe từng gây lo lắng cho khán giả thời gian qua. Chấn thương lưng tái phát cách đây không lâu của tôi đã đỡ hơn rồi, mọi người cứ an tâm. Hôm nay theo kế hoạch công tác, tôi đến sở huấn luyện để tiến hành huấn luyện, để chuẩn bị cho dự án mới sắp đến. Năm nay, tôi tổ chức sinh nhật đơn giản bên đồng nghiệp. Làm việc vào ngày sinh nhật là sự tôn trọng lớn nhất đối với công việc. Chúc các bạn sức khỏe, an toàn và khỏe mạnh. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn yêu quý, ủng hộ Thành Long. Ngôi sao giờ cao điểm viết. Theo Sohu, dù chấn thương lưng nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Thành Long vẫn miệt mài làm việc. Không chỉ vậy, ông còn tham gia các buổi rèn luyện thể lực, võ thuật cường độ cao để chuẩn bị cho dự án mới. Thành Long vừa tham dự buổi ra mắt phim Wish Dragon vào đầu năm mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngôi sao võ thuật Hồng Kông mặc quần áo thể thao giản dị, gương mặt rạng rỡ, vui vẻ đáp lại những lời chào, lời chúc đầu xuân từ phóng viên, bạn bè, đồng nghiệp. Dấu thần sắc tươi tỉnh, song nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam diễn viên khi mà ông không thể cất bước như người bình thường. Sau phim Kẻ Ngoại Tộc, phải vịn vào vai hai người khác, sau đó lê từng bước chậm chạp tại sự kiện. Theo lý giải từ truyền thông, những chấn thương xuất hiện khi ngôi sao võ thuật này tham gia các bộ phim năm xưa đã bắt đầu hành hạ Thành Long khi về già. Gần đây, chấn thương ở thắt lưng của sao phim giờ cao điểm lại tái phát, đó là lý do nam nghệ sĩ kỳ cựu khó khăn, thụ động trong việc đi lại. Dẫu đi đứng bất tiện, ngôi sao U70 vẫn tích cực giao lưu tương tác với khán giả. Thành Long được biết đến là ngôi sao không bao giờ sử dụng diễn viên đóng thế trong suốt sự nghiệp đóng cảnh phim hành động của mình. Chính vì vậy, ngôi sao U70 không tránh khỏi những chấn thương nguy hiểm khi tự mình thực hiện những cảnh quay hành động táo bạo. Chấn thương nghiêm trọng nhất, đe dọa đến tính mạng nhất của ông phải nhắc đến thời gian quay Long Hình Hổ Đệ năm 1986. Lúc ấy, Thành Long té trong khi thực hiện cảnh quay nhảy từ vách đá xuống cái cây bên dưới. Vụ tai nạn khiến một mảnh xương đâm vào não ông, khiến nam nghệ sĩ mất nhiều máu. Theo truyền thông Hoa ngữ, những chấn thương trên phim trường là chuyện như cơm bữa với Thành Long. Trước khi gây hoang mang bởi màn xuất hiện tại sự kiện gần đây, mạng xã hội xứ Trung cách đây ít lâu còn lan truyền thông tin rằng Thành Long đã qua đời ở tuổi 66 vì bệnh nặng. Tuy nhiên, tin tức này về sau được xác định là tin đồn vô căn cứ, truyền thông khẳng định ông vẫn khỏe mạnh và hoạt động bình thường. Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hồng Kông, Trung Quốc. Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy Quyền, Tiểu Quyền Quái Chiêu, Xa Hình Điêu Thủ. Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại Náo Phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại Hollywood với một số thương hiệu hài, hành động như Giờ Cao Điểm, Trưa Thượng Hải. Ngày 13 tháng 11 năm 2016, Thành Long nhận giải thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được vinh dự này. Theo Sohu, ngôi sao sinh năm 1954 đã thực hiện hơn 200 bộ phim, gặp vô số tai nạn nguy hiểm trên phim trường. Từng là tên tuổi ăn khách với những bộ phim hành động pha chút hài hước, song vài năm trở lại đây, ông liên tiếp ngã ngựa tại phòng vé. Cấp Tiên Phong, Kẻ Ngoại Tộc, Quả Tim Thép, Đại Chiến Âm Dương, Long Ấn Cơ Mật đều có doanh thu không như mong đợi. Chính Thành Long những năm qua cũng đau đớn về người kế tiếp. Các diễn viên võ thuật trẻ do ông đào tạo không theo đuổi con đường đóng phim hành động do lo sợ chấn thương. Con trai của nam diễn viên lại bị tẩy chay khỏi giới giải trí do từng bị bắt giữ vì sử dụng ma túy.